Dịch là ngành hàng được đánh giá có tiềm năng nằm trong chiến lược phát triển của đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh Đồng Tháp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Khai thác thế mạnh của địa phương gắn với thực hiện đề án, Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Nhị Mỹ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp đã liên kết phát triển sản phẩm trứng dịch sạch đạt chuẩn OCOP 3 sao. Đây là bước đệm giúp hợp tác xã tiến tới cải thiện đầu ra cho người chăn nuôi, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng, dần khai thác hiệu quả hơn tiềm năng sẵn có. Đây là sản phẩm trứng dịch sạch đạt chuẩn OCOP 3 sao năm 2023 của Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Nhị Mỹ, huyện Cao Lãnh. Đại diện hợp tác xã cho biết, tại địa phương có nhiều hộ chăn nuôi vịt lấy trứng, tuy nhiên sản phẩm cung ứng ra thị trường chưa có thương hiệu, kém tính cạnh tranh. Điều này cũng ảnh hưởng đến đầu ra và thu nhập của người nuôi. Thì trước đây truyền thống người ta nuôi vịt á là vịt chạy đồng, thì ra nó chạy theo mùa vụ, rồi địa bàn phải di chuyển nhiều. Cái thứ ba nữa là cái dịch bệnh, phải chích thuốc ngừa dịch bệnh là thường xuyên hoặc đột xuất, thành ra cái chi phí nó cao. Trước tình hình này, hợp tác xã đã chủ động liên kết với các hộ nuôi vịt rọ thông qua một tổ hợp tác trên địa bàn. Từ cơ sở cam kết tuân thủ quy trình nuôi an toàn của tổ, hợp tác xã đã nhập nguồn trứng này về để chế biến một sản phẩm trứng thông thường thành sản phẩm có thương hiệu tốt, chất lượng được công nhận rộng rãi. Hiện hợp tác xã có hai sản phẩm là trứng vịt tươi và trứng vịt muối đạt chuẩn OCOP. Khi nhập về hợp tác xã rồi thì cái số lượng lớn rồi là phải chọn lựa ra cái trứng nó đồng đều, 9-10 với nhau thì mình mới làm OCOP, còn các cái trứng kia mình giặt ra thì là mình sử dụng cái chuyện khác chứ không phải đưa vô OCOP. Cái thứ hai nữa là phải rửa vệ sinh bằng nước muối để mà bảo quản, rồi bắt đầu mới làm muối. Muối thời gian đó là khoảng từ 18 đến 20 ngày, thì đối với trứng vịt muối đó là muối đó khoảng 18-20 ngày, thì lúc đó mình mới xuất. Để củng cố thêm niềm tin cho người tiêu dùng, hợp tác xã đã công bố đầy đủ các tiêu chuẩn cần thiết và in mã QR code lên sản phẩm. Điều này tạo thêm sự khác biệt của trứng vịt chuẩn OCOP so với các sản phẩm cùng loại khác cùng tham gia thị trường. Cái nguồn gốc của cái trứng của con vịt thì được đảm bảo về sức khỏe, an toàn thực phẩm. Thứ hai là cái trứng nó cũng ổn định, nơi đẻ nó cũng phải đảm bảo sạch sẽ. Cái thứ ba nữa là cái chất lượng cái thức ăn của cho con vịt đó thì nó cũng đảm bảo theo cái quy định an toàn thực phẩm, được cấp trên xác nhận chấp nhận là cái đạt 3 sao thì nó có cái logo của hợp tác xã cũng như cái phiếu cái tem từng trứng là khi đạt rồi thì mình hãy dán tem vô để cho khách hàng biết để sử dụng an toàn. Cái mã QR code đó thì bà con lấy cái máy điện thoại là chụp vô đó rồi là kê vô đó rồi là nhấn ra là tìm hiểu là nguồn gốc của cái trứng cũng như của hợp tác xã sản xuất quy trình như thế nào. Hiện nay nói chung là trên địa bàn của huyện Cao Lãnh thì rất là nhiều cái sản phẩm trứng. Tuy nhiên là của hợp tác xã Nhị Mỹ mà trứng được công nhận thì phải nói rằng rất là tốt. Đó là một trong những cái tự hào của địa phương. Hiện nay với khả năng nguồn cung đầu vào khoảng 2.000 trứng mỗi ngày, vẫn chưa đủ điều kiện để hợp tác xã có thể mở rộng ra thị trường ngoài tỉnh hoặc trên nền tảng thương mại điện tử. Ngoài ra, khả năng thiết kế bao bì, quảng bá, xúc tiến thị trường của hợp tác xã vẫn còn hạn chế. Đây là những vấn đề mà hợp tác xã và cả chính quyền địa phương sẽ chú trọng trong thời gian tới. Đưa cái sản phẩm trứng vịt tươi và trứng vịt muối lên cái trang thông tin điện tử của địa phương, trang Zalo, Facebook. Và cũng có định hướng cho hợp tác xã là gửi các cái sản phẩm đi tham dự các cái hội chợ. Ngoài cái chuyện hội quán thì thông qua các cái tổ nhân dân tự quản, định hướng trên cái trạm truyền thanh của xã cũng có phát thanh về cái sản phẩm OCOP, đó là trứng vịt tươi và trứng vịt muối của địa phương, để cho thứ nhất nhân dân hiểu và an tâm, sản phẩm sạch thì đáp ứng được cái tiêu dùng của người dân thôi. Định hướng về lâu về dài, chúng ta cố gắng là định hướng cho hợp tác xã phối kết hợp với các cái siêu thị để đưa cái mặt hàng này đến siêu thị. Thì nếu mà được vô siêu thị thì cái sức tiêu thụ của người dân nó sẽ cao rất nhiều lần. Mục tiêu của chương trình OCOP hoặc đề án tái cơ cấu nông nghiệp đều hướng đến tư duy kinh tế nông nghiệp, chú trọng mô hình tăng trưởng dựa trên chất lượng, nâng cao giá trị gia tăng, xây dựng thương hiệu hàng hóa.
Do vậy, việc Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Nhị Mỹ liên kết phát triển sản phẩm trứng vịt đạt OCOP cũng là cách làm phù hợp với định hướng của tỉnh. Điều này giúp sản phẩm trứng vịt của Hợp tác xã đủ sức cạnh tranh trên thị trường và có tiềm năng tận dụng để chế biến các sản phẩm cao cấp, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân và lợi ích của Hợp tác xã.